Ngày 16 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá tình hình dịch đang diễn biến nhanh và xấu, cần ngăn chặn mạnh và dứt khoát. Ban Chỉ đạo đã gửi văn bản đến các bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, thông báo sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 100% người nhập cảnh từ vùng dịch và tổ chức cách ly nhằm tránh việc ùn tắc trong quá trình thực hiện tại các cửa khẩu. Phân loại toàn bộ đối tượng, đặc biệt quản lý người có nguy cơ lây nhiễm, người già và người có bệnh lý nền. Thông tin về quá trình điều trị cho 41 bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế cho biết hầu hết bệnh nhân đang được kiểm soát tốt diễn tiến lâm sàng. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đang có 2 bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, gồm một bệnh nhân người Anh, 69 tuổi, mắc đái tháo đường loại 2, tăng huyết áp đã được đặt thở máy, lọc máu, và một nữ bệnh nhân người Việt, 64 tuổi, có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Sau khi bệnh nhân biểu hiện suy hô hấp tăng, đã được đặt ống khí quản, thở máy, đặt ống thông tĩnh mạch và được chuyển tới khoa hồi sức tích cực, lọc máu, theo dõi điều trị. Từ ngày 16 tháng 3, người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam bắt buộc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng. Đây là chỉ đạo được Thủ tướng ban hành trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, hai Bộ Công Thương và Y tế phải đảm bảo sản xuất, cung ứng khẩu trang, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân. Đà Nẵng vừa lập 7 chốt kiểm soát người ra vào thành phố 24/24 nhằm chống COVID-19. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, qua việc đo thân nhiệt, nếu phát hiện người bị sốt sẽ liên hệ ngay trung tâm cấp cứu để chuyển vào bệnh viện 199 dành cho người nước ngoài và bệnh viện phổi dành cho người Việt Nam. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang. Khách nước ngoài, Việt Kiều sẽ làm tờ khai y tế, nêu rõ nơi lưu trú trước khi đến Đà Nẵng. Phú Quốc ghi nhận 210 người tiếp xúc bệnh nhân 54 là du khách Latvia trong 5 ngày ông này ở thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Cụ thể, có 166 hành khách tiếp xúc với ông trên 2 chuyến bay QH1521 và QH1524. Ngoài ra, du khách 33 tuổi này cũng giao tiếp với 32 nhân viên khách sạn Latnut Residence và 12 nhân viên sân bay, công an cửa khẩu. Nhiều người đã tỏa đi các nơi khác nhau. Hiện ngành chức năng địa phương đang quản lý, cách ly được hơn 70 người, sức khỏe ổn định. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Bệnh viện phổi Bình Thuận đang cách ly 12 người đã được xác định âm tính và 2 người đang chờ kết quả. Khi đoàn Bộ Y tế kiểm tra, khu vực cách ly người nghi nhiễm tại đây được bố trí ở tầng trên, trong khi tầng dưới là khu vực điều trị bệnh nhân lao. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, việc bố trí khu vực cách ly như vậy rất nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh lao cho người nghi nhiễm hoặc lây nCoV cho bệnh nhân lao. Ngay sau đó, lãnh đạo Bệnh viện phổi đã tổ chức di dời khu điều trị bệnh nhân lao đi nơi khác, đảm bảo tách biệt khu cách ly COVID-19. Hàng loạt cách phòng chống nCoV được nhiều khu chung cư áp dụng như dùng tăm tre để bấm thang máy, phun thuốc khử ô tô, đo thân nhiệt, trang bị nước rửa tay. Dù là cách thức nào, các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch diệt khuẩn, đeo khẩu trang.